Lịch sử Trung Quốc thì đã từng xuất hiện rất nhiều thời loạn thế, chẳng hạn như Sở Hàn Trinh Hùng, Tam Quốc, Nam Bắc Triều hay Ngũ Đại Thập Quốc. Nhưng nếu mà nói về độ nổi tiếng phổ biến nhất thì hiển nhiên không thời đại nào có thể vượt qua được Tam Quốc. Tam Quốc thì là thời kỳ phân tranh giữa ba thế lực lớn Ngụy, Thục, Ngô. Đây là một trong thời kỳ quyết liệt nhất và cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Văn tài võ tướng đi đều ở trình độ vượt bậc. Anh hùng kiệt xuất hiện thời kỳ này quả thực là rất nhiều. Đi cùng với họ thì là những vũ khí quen thuộc mà dường như chỉ có họ mới có thể sử dụng. Nào, hãy cùng Tagai Channel đến với 9 loại vũ khí lợi hại thời Tam Quốc ở Trung Hoa. Ở vị trí 9 thì đó chính là thanh long song kích của Điển Vi. Sức vong dung tướng Điển Vi ở Tào Tháo thì rất là đáng nể. Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả, ông là một trọng tướng đi cùng Tào Tháo từ khá là sớm, từng là một tay giữ lá đại kỳ quân Tào trong một trận gió lớn. Vũ khí thường đi cùng với Điển Vi là song kích thanh long, sử dụng mỗi tay một kích, tổng cộng nặng 36 kg. Vũ khí hạng này tuy không độ dài nổi trội nhưng vẫn được coi là vũ khí hạng nặng. Điển Vi thì là danh tướng mà Tào Tháo vô cùng yêu mến. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Điển Vi khi cùng Tào Tháo đánh Trương Tú đã bị mắc mưu và bị giết. Trước khi chết thì vẫn cố gắng giữ cửa trại. Quân địch khiếp sợ nhìn thấy ông dù chết trước cửa nhưng cũng không ai dám xông qua. Tào Ngang là con trai trưởng Tào Tháo và người cháu Tào Dần cũng bị giết. Nhưng Tào Tháo sai lập đền thờ Điển Vi và nói rằng mất một con trai một cháu yêu cũng không tiếc nuối bằng việc mất đi Điển Vi. Tám, Bát Xà Mâu, Trương Phi. Bát Xà Mâu là vũ khí được vị tướng nóng tính Trương Phi sử dụng khi mà ra trận. Theo miêu tả, loại binh khí này được chế tạo bằng thép rong, cán dài một trượng, mũi thường dài 8 tấc, hai cạnh là lưỡi sắc bén và uốn lượn hình con rắn. Bát Xà Mâu được dùng để đâm, chém ngang với tốc độ cao, hoặc đôi khi còn được sử dụng để bổ trượt dọc nhằm tước đi vũ khí của đối phương. Cách sử dụng đa dạng, cộng với kích thước công kênh loại vũ khí này, đòi hỏi người dùng phải kết hợp được sức mạnh, sự nhanh nhẹn, khả năng ứng biến trong mỗi trận đấu thật là tốt. Với Bát Xà Mâu trong tay, Trương Phi đã tung hoành khắp chiến địa nổi tiếng nhất thời Tam Quốc. Cùng Lưu Bị đánh quân Khăn Vàng, đụng độ Lạ Bố ở Hồ Lao Quan, đánh Tào Tháo Xích Bích, vào Tây Xuyên diệt Lưu Trương. Trương Phi và Bát Xà Mâu cùng con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết là một trong sự kết hợp mạnh mẽ nhất, thể hiện đầy đủ dũng khí của một tướng quân thời cổ đại. 7. Uyên Ương Kiếm, Lưu Bị. Uyên Ương Kiếm còn có tên gọi khác là Song Kiếm. Hình dáng cặp kiếm này dài 3 thước 7 tấc, khoảng 1m23. Uyên Ương Kiếm cùng với Thanh Long Yển Nguyệt Đao và Bát Xà Mâu là bộ ba binh khí được chế tác ở cùng một nơi. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Lưu Bị không được khắc họa như một anh hùng trên trận mạc. Vì thế mọi Uyên Ương Kiếm cũng ít khi được nhắc đến. Lần hiếm hoi vũ khí này có gì phô diễn sức mạnh là trong trận Hồ Lao Quan. 6. Thanh Công Kiếm, Triệu Vân. Tào Tháo hai thanh gươm báu, một thanh gọi là ỷ thiên và một thanh gọi là thanh công. Thanh ỷ thiên luôn được Tào Tháo đeo bên mình, còn thanh công được trao lại cho Hạ Hầu Ân giữ. Sau này thì kiếm đã lưu lạc đến tay võ tướng Triệu Vân. Trong trận Đương Dương, Trường Bản, Triệu Vân một mình xông vào vòng vây quân Tào để cứu được A Đẩu. Dùng thanh công kiếm lấy mạng hàng chục viên tướng vẫn được xem là một điển tích nổi tiếng. 5. Phương Thiên Họa Kích, Lữ Bố. Lữ Bố được coi là một anh hùng của thời Tam Quốc. Ông được mô tả trong câu nhân trùng Lữ Bố, mã trùng xích thố. Ý nói tướng đi phải dũng mãnh như Lữ Bố, chiến mã phải tốt như ngựa xích thố. Trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ và trong Ngụy Thư, sách ghi lại sự thành lập của nhà Tào Ngụy, thì Lữ Lương là cha Lữ Bố đã theo nghiệp tổ phụ, trấn thủ vùng biên giới. Từ nhỏ, Lữ Bố thể hiện là một đứa trẻ sức mạnh phi thường, tinh thông võ nghệ, rất là hiếu thắng. Luôn đánh thắng bạn bè đồng lứa trong cuộc đấu tay đôi. Lớn lên thì được luyện võ, trong đó thích nhất vẫn là côn quyền, cung tên và đao kiếm. Cũng theo Tam Quốc Chí, phần Lạ Bố truyện ghi lại rằng năm 11 tuổi, Lạ Bố đã đánh bại lực sĩ nổi tiếng dòng tộc. Sau sự kiện đó, cả quận Ngũ Nguyên đều biết đến cái tên thiếu niên anh hùng Lạ Bố. Vị tướng này có vũ khí bất ly thân là cây Phương Thiên Họa Kích, nặng tới 45 kg và dài khoảng 1 trượng, tương đương 10 thước cổ và 3,3 mét hiện tại. Vào thời điểm đó, vũ khí dạng kích giáo thường được sử dụng nghi lễ, hiếm khi được sử dụng chiến đấu thực tế vì nó khá là nặng và rất là dài. Để dùng chiến đấu thì phải có sức khỏe rất là tốt. Chỉ có duy nhất Lữ Bố dùng nó trong số tất cả tướng thời Tam Quốc.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lữ Bố đã dùng họa kích đâm chết Đổng Trác và tham gia nhiều trận đánh nhưng cuối cùng bị sư tử với Tào Tháo. Trong nhiều sử liệu chính thống lẫn tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa đều mô tả Lữ Bố là nhân vật dũng mãnh không chỉ bởi khí chất, thể chất, võ công mà còn bởi sự trợ giúp đắc lực của đệ nhất chiến mã Xích Thố và phương thiên họa kích. Đáng tiếc là dũng tướng này phải chịu chết do sự nóng nảy và cách làm việc thiếu mưu lược của mình. Bốn, Tam Tiêm Thương. Tam Tiêm Thương được mô phỏng theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long Ba Đầu hóa thành. Cây thương này phần đầu được làm to, mài sắc hai cạnh, đầu của thương được chẻ làm ba. Với thiết kế như vậy, người sử dụng có thể bổ mạnh uy hiếp đối thủ, móc, kẹp vũ khí và có thể đâm làm đối thủ ngã ngựa. Trong Tam Quốc thì Tam Tiêm Thương được Khương Di sử dụng. Một người nữa cũng sử dụng thương vô cùng điêu luyện chiến trường chính là một trong ngũ hổ tướng Tây Thục, Triệu Tử Long. Với cây thương của mình, Tử Long đã từng khiến Tào Tháo giật mình sửng sốt. Trong trận Đương Dương Trường Bàn, Tử Long đã dùng cây thương để cứu ấu chúa A Đẩu, con trai Lưu Bị, và lấy mạng hàng chục viên tướng của Tào Tháo. Trong trận mạc thì Tử Long chính là một viên tướng uy dũng vô cùng. 3 trong video ngày hôm nay thì đó chính là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Đây là vũ khí gắn liền với Quan Vũ Quan Vân Trường. Thanh Long Yển Nguyệt Đao rất là nặng nên nó thường được dùng để luyện tập cánh tay, không dùng chiến đấu. Nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ đã dùng vũ khí này chiến đấu khiến vạn người không địch nổi. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, thanh lao Quan Vũ nặng 82 cân thời xưa, tức là khoảng 50kg ngày nay. Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã được thợ rèn đệ nhất thiên hạ làm ra và chỉ được rèn vào ngày trăng tròn. Khi mà Thanh Long Yển Nguyệt Đao vừa được rèn xong, bỗng nhiên gió bão bắt đầu nổi lên. Sau đó thì từ trên không trung rơi xuống 1780 giọt mưa máu. Người ta cho rằng đó chính là máu thanh long của con rồng màu xanh. Vì lý do đó mà nó được gọi với tên là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thanh đao này cũng đã lấy mạng 1780 người. Trong Tam Quốc, Quan Vũ cùng chiếc đao này đã lấy mạng không ít võ tướng. Sau khi mà Quan Vũ chết, Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã bị một tướng của Đông Ngô là Phan Trương chiếm đoạt. Cuối cùng Quan Hưng, con của Quan Vũ, đã giết Phan Trương để trả thù yêu cha và lấy lại Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thanh Long Đao và Quan Vũ đã trở thành một biểu tượng không thể tách rời. Hai, Điện Lam Câu Liêm Thương của Mã Siêu. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, tại trận chiến Ải Đồng Quan, Mã Siêu cùng với Hàn Toại đã chống lại sự xâm lăng của Tào Tháo. Với cây thương dài 11 thước, tương đương 3,63m và nặng gần 28kg, dũng tướng này đã thả sung hữu đột khiến Tào Tháo phải vứt áo choàng, cắt râu để ngụy trang bỏ chạy. Cũng trong trận này, dũng tướng số 1 của Tào Tháo là Hứa Chử đã nhận lời thách đấu của Mã Siêu. Nhưng giao đấu chưa xong thì Tào Tháo sai tướng khác ra đánh giúp, hai bên đánh rút lui. Sau này trước khi về Lưu Bị, Mã Siêu cũng đã giao đấu Trương Phi mà bất phân thắng bại. 3 đầu tiên trong video ngày hôm nay thì đó chính là đàn thất huyền cầm. Khi nhắc đến thất huyền cầm, chúng ta thường nghĩ ngay đến một loại nhạc cụ có từ cổ xưa người Trung Hoa. Nhưng ít ai biết, nó đồng thời cũng là một loại vũ khí nữa. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chiếc đàn này không phải là một loại vũ khí gây sát thương trực tiếp, nhưng có khả năng đánh đuổi cả một đội quân hùng hậu. Còn nhớ khi mà Gia Cát Lượng bị Tư Mã Ý vây ở Tây Thành, trong tinh thành ngàn cân treo sợi tóc, ông đã mang cây đàn ấy lên ngồi trên mặt thành bình thản gảy. Khi mà nghe âm luật và nhìn phong thái bình tĩnh, với tiếng đàn truyền giao cách cảm, hàm chứa thông điệp đầy ẩn ý của Khổng Minh, Tư Mã Ý hiểu ý liền vội vàng rời đi. Thực ra thì Tư Mã Ý sợ quân mai phục Úng Thành chỉ là một lý do. Nguyên nhân đằng sau là Tư Mã Ý hiểu chỉ khi Gia Cát Lượng còn thì mình cũng mới bình an vô sự. Một khi Gia Cát Lượng không còn nữa, Tư Mã Ý cũng sớm bị hoàng đế nước Ngụy trừ bỏ. Săn được thỏ thì giết chó, bắt được cá thì vứt giỏ. Khi đại nghiệp đã thành, chiến tranh qua đi, tất mưu sĩ và đại tướng sẽ bị hại. Đó là lẽ thường lịch sử. Với Gia Cát Lượng mà nói, đây cũng là một kiểu chiến tranh tâm lý cực kỳ đặc biệt. Người ta nói tiếng đàn ở Gia Cát Lượng có sức mạnh của chục vạn hùng binh là như vậy. Tiếng đàn này đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình như một loại vũ khí lợi hại, xưa nay ít thấy. Chỉ có bậc cao nhân mới thể sử dụng chúng, và đối thủ thì cũng nhất định là phải ở cùng một cảnh giới thật là cao thì mới thể hiểu được. Và video ở đây thì là hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và subscribe ta càng ngày tự đón xem những clip mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.